Các cô chú ơi, bây giờ khuya rồi nha, anh ngủ rồi mà thằng em vẫn kêu cù các cô chú ạ. Này xem cái mặt nó này. Hôm nay ngủ khuya cực kỳ luôn, 10 giờ luôn các cô chú ơi, 10 giờ rồi đó, 10 giờ đêm rồi đó, bây giờ không chịu ngủ nữa các cô chú nè. Này. Đó, đang còn này nhỏ cho anh ngủ. Xin chào các cô chú đây. Chào đâu. Xin chào các cô chú nhá. Mông lên nào. Ôi trời ơi. Nào. Mặc bỉm cho em đi ngủ đây. Hôm nay em không chịu mặc bỉm cho nên là em không chịu ngủ được các cô chú ạ. Cho nên bây giờ mẹ dỗ dỗ và thuyết phục á. Thì bây giờ mình phải mặc bỉm đi ngủ các cô chú ạ. Phải mưa em không thể tự tắm không? Vẫn không cho tế tắt đi. Hãy có lễ cười à. Ok, bây giờ tắt điện thôi, nâng mông nâng người lên, nâng lưng lên nào. Rồi ôm anh ngủ nhá. Ôi mẹ buồn ngủ với em, mẹ mua mà mẹ buồn ngủ với em mà đi. Mẹ giờ mẹ nhìn em là mẹ phát chán luôn. Mẹ phát chán với em luôn, mẹ không muốn ngủ. À ngủ đi à, rồi em ngủ đi. Mẹ ru em ngủ nha, mẹ nằm mẹ ru em ngủ nha. Cô chú ơi, cháu đi ngủ đây. Khuya lắm rồi, 10 ôi giời ơi, 10 giờ 32 phút rồi đó các cô chú ạ. À. Không phải ít nữa đâu. Nó ngủ nhắm mắt là ngủ đi, nhắm mắt. Mẹ còn đang chỉnh sửa video nữa. Nhắm mắt cất ôm em cầu lại bằng nhắm mắt mà ngủ đấy. Không quay người vô mặt mẹ mà ngủ, quay mặt vô người mẹ mà ngủ. Cô chú ơi này, xem này cái mặt này sâu đuối lắm các cô chú ạ. Sợ mẹ thì lành mặc áo ấm đi ngủ, áo bông đi ngủ, mà con thì mặc áo cộc. Vì các bạn, trẻ con ấy, nhiệt độ trong cơ thể rất là cao các bạn nhé. Khi nào nhiệt độ của cơ thể của bé cũng cao hơn của mình. Nước của con cá heo. À trời ơi, ảo ác xin ra này, nước của mô tưởng là cái vi của con cá heo quá. Nước của con cá heo. Đúng rồi, ăn nằm xong ngủ nữa, Hả? Còn đi chơi nữa các cô chú, còn lấy món đồ sạc là lấy ô tô á, đi chơi nữa. Thôi các bạn ơi, mình dừng video hôm nay tại đây nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Mình xuống máy đây để đi cho cái anh hai này ngủ một phát đây này, thấy không? Bây giờ khuya rồi, thằng anh là ngủ lâu rồi mà thằng em nó còn vẩn vẩn. Em nó còn vẩn vẩn đây các cô chú này. Không chịu ngủ. Dạ. Hôm nay đang con ngủ, con không buồn ngủ nữa. Hả? Thì ngủ. Còn răng con không buồn ngủ nữa. Hả? Lý do gì vậy? Hai gì bị đó. Hả? Bây giờ hai gì bị đó. À, trời ơi. Các cô chú ấy, nó đang còn hồng sinh nhật các cô chú ạ. Nó hồng sinh nhật bản thân của bố. À, bản thân của bố là sắp sinh nhật nhưng mà tổ chức ở nhà mình, nhà của nhà mình. Cho nên là nó bảo là sinh nhật của Harida, ăn sinh nhật của Harida. Hai em một tuổi. Đến đấy. Đúng rồi, phải đến đấy đã. Đúng rồi, mà Harry năm nay là tổ chức bản thân của chồng ấy, là tổ chức sinh nhật ở nhà mình. Đó. Cho nên là anh không có nhà, nhưng mà ở nhà cậu tổ chức một mình buồn đấy, cho nên là xuống đây, xuống nhà mình để tổ chức. Ok, tắt điện cho mẹ nào. Lại tắt điện cho mẹ nào. Nên nào, tắt điện sao đi lại đây nào. Tắt con mẹ có. Em bây giờ tắt con mẹ có. Thằng con trai lớn. Bye bye, cô chú nhé, tắt điện nào. Bye.